Kính chào quý khách đến với kênh YouTube của Miteco. Thì chúng tôi luôn mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm mua sắm tốt nhất. Thì xin giới thiệu với quý anh chị, đây là dòng máy hàng miễn túi liên tục FR900. Thì như đã đề cập ở bên dưới video, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thiết bị hàng miễn túi FR900 để xem là nó sẽ mang đến những ưu điểm nào cho quý anh chị nha. Máy hàng miễn túi liên tục FR900 là dòng máy ép xeo miễn túi băng tải công nghiệp tự động có năng suất cao, được các doanh nghiệp ưa chuộng, thích hợp cho nhiều loại túi như túi ni lông, túi giấy, thiết bị phù hợp sử dụng cho hộ gia đình, kinh doanh. Máy có chế độ điều chỉnh nhiệt độ cho từng loại túi và chỉnh được tốc độ chạy của máy cho từng sản phẩm khác nhau và tốc độ gói lên đến 60 túi mỗi phút nhờ hoạt động kiểu liên tục. Máy loại nằm ngang có kích thước chiều dài 850mm, chiều rộng 350mm và chiều cao 270mm với chất liệu làm bằng vỏ ngoài thép sơn tĩnh điện, giúp máy không rỉ sét và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Cận cảnh bảng điều khiển máy thiết kế khá gọn gàng, cái nút dễ dàng sử dụng thao tác. Điểm khác biệt giữa máy FR900 so với các máy khác là có đồng hồ điện tử để quan sát nhiệt độ máy sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đồng thời, máy trang bị nút dừng khẩn cấp để có thể tắt và dừng ngay lập tức khi có sự cố cần thiết. Ngoài ra, trên máy trang bị nút nguồn, nút công tắc quạt, công tắc nhiệt và bộ điều khiển tốc độ. Có thể điều chỉnh nhiệt độ hàng trong phạm vi từ 0 đến 300 độ C, giúp máy hàng được nhiều loại túi nhựa khác nhau như BB, BE và BVC. Đây là toàn bộ phận để hàng miễn túi. Đầu tiên, dây Cura giúp máy làm việc êm ái hơn trong quá trình hàng miễn túi để không bị gián đoạn. Thì khi mà quý khách mua máy tại Viteco thì sẽ được tặng kèm thêm dây Cura cho lần thay đầu tiên. Kế bên là thanh gia nhiệt giúp duy trì nhiệt độ của máy cho máy hoạt động ổn định hơn, và đây sẽ là thanh gia nhiệt của máy. Ngoài cùng là thanh chỉnh vị trí túi, nó có thể điều chỉnh vị trí túi và trước khi hàng miễn túi, và nó có thể điều chỉnh được độ dày đường hàng của máy. Thì đây quý anh chị có thể thấy là tôi đang điều chỉnh. Ngoài ra thiết bị tích hợp thêm bộ phận index. Thì đây là cục index của máy. Và đây là hộp. Thì quý khách có thể thay vào vị trí này. Do máy được thiết kế dạng băng tải nên dễ dàng thao tác đóng gói. Băng tải làm bằng PVC bình bỉ với tải trọng băng tải đạt từ 1 đến 3 kg. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành hàn kính miệng, khổ qua và cà rốt và gạo. Trong quá trình hàn kính miệng thì ta thấy được máy hoạt động năng suất cao và máy vận hành không ngừng nghỉ từ chiếc túi này sang chiếc túi khác. Máy cực kỳ phù hợp cho dây chuyền sản xuất, và khi hàn kính được nhiều sản phẩm cùng một lúc sẽ giúp tiết kiệm điện nhanh chóng hơn so với các dòng máy công nghiệp khác. Sau khi sản phẩm hàn kính miệng thì ta thấy mỗi hàng chắc chắn đều và đẹp, do đó giúp mang đến sản phẩm có được sự chuyên nghiệp. Và bên cạnh đó máy còn tích hợp thêm bộ phận làm mát nhanh, vì vậy mỗi hàng chắc chắn hơn, không lập lệch và biến dạng bao bì. Tùy vào chất liệu mà bạn có thể lựa chọn chế độ hàng cho phù hợp. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thiết bị hàng miễn túi FR900 cùng với những ưu điểm nổi bật của máy. Thì hy vọng là quý anh chị sẽ sử dụng thiết bị một cách tối ưu nhất và đạt được nhiều sản phẩm chất lượng nhất. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ những video cực kỳ bổ ích từ Viteco.